thưa quý vị ông Hagel từ chức bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ theo nguồn tin Reuters một quan chức quốc phòng cấp cao hôm nay đã xác nhận rằng tổng thống Barack Obama đã chấp nhận đề nghị từ chức của bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel tuy nhiên theo nguồn tin CNN thì bộ trưởng quốc phòng Chuck Hagel sẽ rời khỏi chức vụ của mình theo yêu cầu của tổng thống Barack Obama người đang tìm cách trấn an các phê bình về chính sách đối ngoại của ông ta Quyết định từ chức của ông Hayo đã được tờ New York Times loan báo trước tiên vào hôm nay, trong đó nói rằng ông Obama đã yêu cầu ông Hayo phải từ chức trong ngày thứ sáu. The Times cũng trích dẫn sự khác biệt trong chiến lược để đối phó với nhóm nhà nước hồi giáo. Các giới chức tòa bạch ốc cho biết quyết định này nhằm để xác nhận rằng các mối đe dọa an ninh quốc gia mới, đặc biệt là sự phát triển của nhóm nhà nước hồi giáo ở Iraq và Syria, cho thấy cần có một người có khả năng mà ông Hayo không có. Một giới chức chính quyền nói với The Times rằng trong vài năm tới sẽ cần một loại tập trung chiến lược khác. Là một người chống cuộc chiến Iraq, ông Haygo đã được đưa vào chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng để giám sát việc rút quân đội khỏi Afghanistan và làm việc một ngân sách nhỏ hơn bao giờ hết cho ngũ giác đài. Một giới chức tòa Bạch Ốc đã nói với tờ Times rằng, ông Haygo đã không bị sa thải, mà là ông đồng ý với Tổng thống rằng đã đến lúc ông rút lui. Nhưng các trợ lý của ông Haygo đã từng cho biết ông ta đã dự định sẽ phục vụ hết 4 năm nhiệm kỳ của mình. Nguyên là một thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa ở Nebraska, ông bắt đầu lãnh đạo Bộ Quốc phòng của mình vào tháng 2 năm 2013. Ông là người thuộc Đảng Cộng hòa cuối cùng còn lại trong nhóm an ninh quốc gia của Tổng thống Obama. Các quan chức cho biết, ông Hagel sẽ tiếp tục ở lại chức vị đến khi một người kế nhiệm được bổ nhiệm.